Xin kính chào quý vị và các bạn. Mấy ngày vừa rồi thì một số quý vị có đề nghị là Hải Đăng TV làm một video về tuyến đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn đi qua Ninh Bình. Kênh của mình thì chủ yếu là làm về Nam Định thôi, nhưng mà theo yêu cầu của một số quý vị thì hôm nay Hải Đăng TV sẽ làm một clip ngắn gọn về cái tuyến đường cao tốc đi qua Ninh Bình. Tuyến đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn đi qua Ninh Bình thì hiện nay có hai phương án. Một phương án là xuất phát từ nút giao Khánh Hòa thuộc huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình. Còn một tuyến phương án thứ hai là xuất phát từ nút giao Mai Sơn đi qua Yên Mô và Yên Khánh. Điểm cuối thì tại cầu Tam Tòa. Hải Đăng TV sẽ trình chiếu cho quý vị và các bạn hướng tuyến hai cái phương án, phương án 1 và phương án 2. Lấy cầu Tam Tòa là cái điểm xuất phát thì quý vị và các bạn sẽ quan sát cái phương án 1 sẽ bắt đầu xuất phát từ cầu Tam Tòa và đi theo các cái xã của huyện Yên Khánh, đi qua chủ yếu là các cánh đồng và một số các cái hộ dân, quý vị có thể quan sát thấy trên màn hình. Tuyến đường này thì dài 18 km, bắt đầu từ cầu Tam Tòa và kết thúc tại cao tốc Bắc Nam tại nút giao Khánh Hòa thuộc Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Phương án thứ hai thì cũng bắt đầu từ cầu Tam Tòa và đi trùng với cái phương án 1 một đoạn, sau đó thì rẽ về phía bên trái đi về hướng của huyện Yên Mô. Quý vị có thể quan sát thấy là tuyến đường cũng đi qua chủ yếu là cánh đồng là chính thôi. Chủ trương của cái tuyến đường cao tốc là bây giờ là chủ yếu là xây dựng đi qua các cái cánh đồng là chính để giảm thiểu các cái chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và cũng không làm xáo trộn đến cái cuộc sống của người dân nhiều. Đấy, quý vị và các bạn có thể quan sát tuyến đường chạy cong xuống dưới đi về phía huyện Yên Mô và đi ra phía cao tốc Bắc Nam. Có lẽ là mình nghĩ là phương án 2 sẽ là phương án lựa chọn của Ninh Bình thôi, bởi vì là không ai để làm một cái phương án dài hơn, tốn kém hơn so với cái phương án ngắn cả. Phương án 2 thì dài 26 km, dài hơn phương án 1 là 8 km, quý vị ạ. Phương án 2 này thì chủ yếu đi qua cánh đồng, mà mình nghĩ là chắc khu vực cánh đồng trống này thì sau này sẽ sử dụng để đầu tư các cái khu công nghiệp, phát triển kinh tế cho khu vực Kim Sơn và Yên Mô, Ninh Bình. Cái phương án 2 này điểm kết thúc sẽ là tại nút giao Mai Sơn. Ok, như vậy là Hải Đăng TV vừa mới cung cấp tới quý vị và các bạn là bản đồ hướng tuyến của đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn đi qua Ninh Bình. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.